Huyện Khói Châu vừa tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ tại xã Hồng Tiến để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3. Đó là các hộ Đỗ Thị Hà thu hồi 337m², Bùi Đình Bình và Đỗ Thị Tươi thu hồi gần 600m², Bùi Đình Bộ và Đỗ Thị Bích thu hồi gần 1.500m², Bùi Đình Điễu và Phan Thị Tía thu hồi 90m², Đỗ Xuân Nga thu hồi 490m². Công tác cưỡng chế đã hoàn thành, bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch số 3, xã Hồng Tiến.